Hai mà là sau đây, còn đây là My name is Sữa. Thì các bạn ơi, sáng sớm ngày hôm nay á thì mình có một cái món này để gửi tặng đến tất cả các bạn nè. Sáng sớm nay mình mua được 1 kg chân gà. Tại vì các bạn, chỗ mình á mới ổn dịch lại hà, cho nên á là buôn bán á cũng còn hơi thiếu thốn xíu á các bạn. Thì sáng nay mình mua được có 1 kg chân gà, người ta giao tới nhà á các bạn. Thì mình ngày hôm nay mình cũng làm theo yêu cầu của các bạn là món chân gà ngâm xả tắc. Trời ơi, nó nịnh bợ được các bạn. Tại vì á, nếu mà ngâm xả tắc thì ăn lâu lắm mới ăn được các bạn, còn mình ngâm xả tắc là mình ăn được liền à. Trời ơi các bạn ơi, con nó nịnh mình rồi các bạn. Trời ơi ơi, nên hả? Hôm qua mình mới tắm cho nó sạch sẽ nè các bạn, giờ nó la lết nữa nè. Trời ơi, bò sữa ơi. Ngồi dậy anh đại ca. Tôi dậy. Tôi dậy bò sữa. Thì ngày hôm nay mình quyết định mình làm món chân gà trộn xả tắc để được ăn liền các bạn. Còn ngâm xả tắc là tới mấy ngày mình mới ăn lời được á. Và nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình hay và thú vị, nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình có thật là nhiều động lực để cố gắng nha các bạn. Trời ơi. Và bây giờ mình sẽ đi vô nhà mình làm thôi. Bỏ sữa rồi vậy. Trời ơi. Nó lại xỉu nữa rồi. Đưa đi cấp cứu đi. Ai hút đi mà. À trời, nó nịnh mình nè các bạn ơi. Bò sữa ăn không? Bò sữa, con chó nịnh bạo nè, con chó cười. Thôi bây giờ tao sẽ đi làm hồi cho ăn ké ha. Sữa, sáng sớm thì Bim Bim nó lo tắm rửa rồi các bạn ơi. Mày nằm ở đây luôn đi, tao vô nhà đây. Nằm đó đi nha. Sữa 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 vô. Trời ơi, anh bò sữa anh ra đi anh sữa ơi. Bim Bim, yêu Bim Bim, cục cưng cục cưng cục cưng. Đây, mình sẽ qua nhà Bim Bim mình xin tắt nha các bạn. Bim Bim ơi, cho chị hái tắt nha. Đây, chị hái tắt như là món chân gà trộn. Đi nè. Còn tắt không? Còn tắt không Bim? Đây, cái tắt của nhà Bim Bim nè. Không biết còn trái nào không nữa. Còn mấy trái mà trái non không vậy ta? Cho chị xin mấy trái nha cục vàng. Em ôm miếng rồi. Thương 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 em nha. Ôi cây dưới mưa không có rồi các bạn ơi. Mình hái trên cây trên bờ nè. Trời ơi, nó đi theo kìa. Chút. Bim Bim ơi, trời ơi, mày đạp giò tao dơ hết rồi. Mày cắn đi, mày cắn đi. Nó giỡn nè, giỡn đến thúi à. Bim Bim. Hey các bạn ơi, mình đi hái xả mà bò sữa đi theo mình nữa nè. Hay cái bụi xả ở nhà mình giờ nó tàn rồi các bạn ơi. Mình hái xả vô hồi trộn nè. Ê các bạn ơi, mình đã hái xả rồi. Vô thôi, vô bò sữa, vô con. Đi. Ăn xả hay gì? Trước ơi. Các bạn ơi, hôm nay làm cái món chân gà trộn xả tắc thì đây mình có 1 kg chân gà nè. Do là chân gà này khá là bự, nhìn vô hơi ít nha các bạn. Thì đây là số tắc rồi, số mình hái bên nhà Tiểu Bim Bim nè, lá chanh. Rồi đây là xả. Hương hồi mình sẽ cắt cái phần đầu xả với lại miếng lá chanh mình bỏ vô cái phần nước mình đang nấu để mình luộc chân gà. Phần nước cũng đã sôi, mình sẽ cho vào đây là lá xả, lá chanh. Và tiếp theo thành phần không thể thiếu đó là chân gà mình đã chặt xong, bỏ vào luộc. Đây các bạn ơi, cái phần chân gà sớm giờ mình luộc nó cũng đã chín rồi nè. Mình vớt ra nha. Trong cái lúc luộc các bạn mình thấy cái da bọt nó nổi lên rất là nhiều luôn.
Giờ mình sẽ vớt ra, bỏ vào thau nước lạnh nha, để cho chân gà của mình nó giòn. Ôi à. Hey, bây giờ mình sẽ làm phần nước sốt. Cho vào đây là xíu dầu ăn, bỏ tỏi vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho tương ớt vô. Wow, quá dữ dằn. Chúng ta sẽ nêm muối thì được, bột ngọt hạt nêm. Đây, giờ mình sẽ cho tương ớt Hàn Quốc ở lộn, bột ớt Hàn Quốc vô. Chúng ta sẽ khuấy đều. Cha mình kìa các bạn ơi. Trời ơi, nằm đây chờ cha dễ hả sổ. Cha đi ruộng chúa về giờ đâu. Nằm trước cửa mà chờ coi nè. Thấy thương không? Sữa à, cha chưa có về. Xíu nữa cha mới về. Trời đất ơi, nó nằm nó chờ nè. Nó chờ cha mình đi ruộng về. Sữa, sữa ơi. Thương nghiệp không? Nằm tướng kìa. Thì các bạn ơi, để làm món chân gà trộn sả tắc thì đây những nguyên liệu mình cũng đã chuẩn bị xong rồi nè các bạn. Đầu tiên đây là tắc nè, mình đã cắt rồi. Đây là sả và một xíu lá chanh. Chân gà mình cũng đã luộc chín rồi nè các bạn. Còn đây là cái phần nước sốt khá là quan trọng nha. Bây giờ mình sẽ trộn nó lại với nhau nha. Số chân gà này mình sẽ đổ vô cái thau. Sẽ cho sả tắc vào, lá chanh. Mình sẽ cho hết phần tắc vô. Và bây giờ nguyên liệu cũng khá là quan trọng là phần nước sốt nha các bạn. Sẽ rưới vào. Và bây giờ mình sẽ trộn đều cái phần chân gà với lại sả tắc cho nó ngấm gia vị nha các bạn. Mình sẽ trộn đều lên. Đây, hôm nay chúng ta có món ngon này nha. Thấy thèm chưa? Chân gà trộn sả tắc. Thèm không? Học đâu được món này nữa giờ. Em tự chế. Nói chứ tự làm coi trên mạng á. Của người ta là chế nữa chứ. Của người ta là người ta ngâm, còn em là trộn nha. Hôm nay có sự xuất hiện của Bim Bim kìa. Giờ mình sẽ thưởng thức thôi các bạn ơi. Bim Bim. Bim Bim đừng có cắn lại ca mà. Đây, đầu tiên mình sẽ hút Bim Bim trước. Vụ vỏ ngồi chuột Bim Bim. Ăn đi. Nó sẽ siêu to khủng lồ luôn. Bim Bim ăn chút chít. Nè Bim Bim, cho tao ăn chân gà nha. Đã chưa? Nè Bim. Ngon quá. Nè. Rồi. Xong rồi đó. Trời ơi, ngán rồi đó. Nè, để đây nha. Bây giờ mấy anh em mình sẽ thưởng thức cái món chân gà trộn sả tắc này nghe các bạn. Hôm nay ba anh em mình như một cây cây vậy đó ha. Cây và bầu trời này chết. Không, cái này là chá măng cụt nè. Thôi bây giờ mình sẽ thưởng thức nha các bạn. Ai ăn gì nó lấy nha. Hai tự bóc đi hai. Cảm ơn nghe. Ăn cái giò đi. Ăn cái giò đi hai. Ăn cái giò đi, mang cái nho nhỏ. Thơm quá à. Mời các bạn cái giò nha. Cái chân gà. Ăn cái cùm. Thấm không? Ngươi thử đi. Thấm không? Thấm không? Chắc ngon á. Sẽ ăn cũng được, anh làm gì coi nhủi coi nhủi à. Cầm vậy nè. Mời các bạn một cái giò nha. Mời thử miếng sả. Nó cực cứng thử á. Mời các bạn miếng chân gà nha. Chua chua ta hay vậy. Lá chanh nó hay vậy. Đúng rồi. Thơm không? Lạ hết.
tổng tắc mà có lá chanh ha. Ừ. Có thơm thơm. Nè bạn nhân mèo. Chân gà nó mềm kìa. Này phải rút xương ha. Rút xương rồi, rút xương. Bữa nào mình làm thử chân gà rút xương. Rồi đó em làm một lần thất bại rồi. Nè ăn không rút xương cho nó. Bim bim. Sữa rồi ta. Rồi sữa đây. Anh sớm nằm chờ cha. Cha chưa về nữa, thấy ăn cái chạy theo rồi các bạn. Trong lòng thì chờ cha dẫn không muốn ăn. Cái này ngon nhưng mà không có xương sẽ ngon hơn. Dễ ăn. Mốt này là mình rút xương. Thấy tên clip người ta làm á, rút xương mới là ăn á, đã gụm 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 gụm. Nhưng mà người ta rút được á, thấy khó rút lắm chứ bộ. Đâu phải dễ rút à. Chân này rút được không? Không biết. Chân này bự nha. Chân này bự dễ rút. Mua được chân bự á, ngon, còn chân nhỏ 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 xương. Đâu mà nước sốt quá đã luôn nè. Đây em sẽ ăn cái cùm này nha. Đây phết phết miếng nước sốt. Đây mời các bạn cái cùm giò nha. Ăn nhanh dữ trời. Rút ăn nhanh vậy. Em đặt mấy cái máy xuống rút xương gà. Nè mèo, mày chu chéo à. Mẹ biết chi qua tới rồi. Ôi hê. Mẹ mày qua rồi bà khở. Mày xin qua chơi cho nó ăn đâu. Ăn rồi con. Ăn xong cơm rồi. Mày sửa hết rồi. Ngon á. Lâu lắm rồi mới ăn chân gà. Đem biết không? Được ăn mà coi đá banh không coi phim á. Không rõ luôn. Rồi gần từ từ hả? Ngon. Nghe tướng thấy còn gần ngon ha. Nó ăn cái cùm á ha. Cái cùm. Rồi bị giọng xuống nữa chứ. Tụ. Ngon quá Bim ơi. Ăn xương gà ngon lắm. Dụng bò sữa đi. Bác sĩ. Ăn miếng tắc chua lẹt chua lát à. Ngon, thử miếng xả. Ăn này không có rau. Cái này lấy nhìn miệng kìa. Con này nó xíu đi, ăn xíu đi. Cao để cao. Chạy rồi. Chạy rồi, bò sữa kìa. Trời ơi, sữa. Dễ gì ăn được. Sao? Cái này bò. Xin lỗi con, cái này ngon quá. Trời ơi, gà bu kìa. Quá trời rồi, nhiều gà. Bò sữa ơi. Bò sữa giống mẹ coi. Ô, dữ ta. Mèo giúp coi. Mèo, mèo mèo. Mèo 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 mèo. Trời ơi, rồi, xong. Nó la lại. Biết la thôi. Bà sữa. Bà sữa. Có mèo chí la. Bà sữa. Thấy cao lên. Chiu. Thấy lạnh một bên nó tách cho chúng luôn á. Anh thấy một bên luôn á. Ủa, nó hay chị hẹn. Bà sữa. Thấy bên bồi bác sĩ kìa. Thấy bên bác sĩ. Không, không. Sao quá. Mèo này đút hiểu ăn rồi la làng. Chị hẹn ăn đi. Ôi, sẽ ăn tới cái cùm. Cái ngon cùm quá chân. À. Ờ, ăn cái sụn kia. Nghe cái đầu này. Mà các bạn nha. Ăn đi. Ồ. Trời ơi, Bim Bim kìa. Bim. Ngon. Ê, cái này còn dính nước nè. Nước gì chị hả? Nước sốt nó à. Ăn lại, ăn, anh làm cho ăn lại nè. Không, không. Tắt vô. Đuôi lắm. Ngon á, hai cái sụn ngon hả? Ừ, ngon quá. Ừ, nó ngon kìa. Quá trời ngon luôn rồi. Múc miếng tắc vô coi. Ủa, hai anh em làm miếng ham luôn. Làm biếng ăn một ta. Ủa, anh ăn còn vậy luôn ha. Nó chua. Ăn chứ hả? Ăn chứ mình phải ăn nhâm nhi từ từ chứ. Đó, để mình anh coi. Ăn sao được vậy anh? Gà một ngón. Cái xương nó mềm xèo à, có thể nghiền nát luôn. Mình uống bắp cỏ á. Ăn đi. Mà hớm có ăn ốc mà phóng hai. Ừ, mới ăn xong. Bác sĩ ngồi tướng giống bà già thì chắc. Ở đây có nè. Đây không hay.
Đấy, có mình anh không phát hiện á. Không đâu hai anh ngồi thôi. Anh chỉ thấy chị em quấn quấn lưỡng không. Mấy bà chó đã được. Đã chưa. Mấy bà chó bữa nay xuống đó. Đi lại tới gần rồi. Mà xa ừ. Không lại con trời đánh này. Nó vô rồi sữa thấy thương lắm nè bà sữa. Mày đang nhìn lên tay tôi luôn bà sữa. Cái nào ngon? Cái nào cũng ngon. Ăn xả đó. Mê rồi. Ăn được cũng xả khoái rồi. Thơm. Như là chanh nữa rồi. Cái gì? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Không cho ăn nó tức quá. Ê làm cung kinh cái máy quay luôn kìa. Các bạn có phát hiện điều gì chăng? Ê bà sữa. Thôi cái điện nhỏ tăng. Nói không người ta bị kiến cắn. Người ta bị kiến cắn mà. Nữa là bắt trường nữa nè. Bà sữa có nết ghê luôn á. Đây mà các bạn cái cụm nữa nha. Bà sữa là chuyên gia á. Đi lộn với cái cây á. Đường rộng hơn hay không đi đâu. Cái thân thì có đường đi. Cái thân thì bự chứ đâu phải nhỏ mà luồn qua đi chơi vậy á. Nó có đường quay à. Chân dịch mình làm gì không ra. Cứ mặt cái vậy. Chân dịch hay buồn á, hay quặn á, hay cọc á. Em mới tính nói luôn á. Quên cái bim ở đây. Thấy bim. Cho gì không vô hả bim? Vô bim kiểu vậy chứ không ít trời ơi mày chưa láng à. Thôi bim nhắm nhắm chán không? Thôi bim trời ơi. Gật đầu nhẹ hả? Ha. Không thèm gật đầu nữa đâu. Thích rồi thì gật à. Thích á. Thích á. Ăn ngon mà gặp lâu á. Này mà ướp xương một hơi. Nói chưa? Đã cho xong rồi. Thì các bạn ơi, ngày hôm nay mình cũng đã chế biến cái món là chân gà trộn xả tắc cũng thành công rồi. Đây là clip theo yêu cầu của các bạn nè. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Nếu các bạn nào có ý tưởng nào hay nhớ để lại phần comment để cho mình biết. Nếu mà hợp lý thì mình sẽ thực hiện theo lời yêu cầu của các bạn nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Và bây giờ bye bye. Bye bye. Không có bye được.